À, em sửa lỗi của máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic với cái dòng 35 nhé. Nguồn dần hai bo mạch của nguồn. Bật lên cái báo đèn kiểm tra hệ thống. Không điều khiển được bất kỳ gì nào nhé. À, sau khi sửa lỗi xong là hoạt động bình thường nha. Sáng này, loa này, vậy thôi, xong rồi, cảm ơn các bạn nhé.